Đối với bí đỏ thì không còn xa lạ nữa rồi, là một món rau ăn rất là phổ biến thôi. Còn về tác dụng chữa bệnh thì quả bí ngô có tác dụng là bổ thần kinh, điều hòa tỳ vị, bổ khí lực, nhuận tràng, nên là vẫn được dùng để mà chữa đau đầu suy nhược thần kinh, táo bón. Còn hạt bí ngô thì được dùng để trừ run sán, như ngày nay thì mọi người thường sử dụng thuốc tân dược để trừ run sán. Còn đối với bài thuốc dùng để chữa suy nhược thần kinh, chữa nhức đầu táo bón, cách làm rất là đơn giản thôi. Mỗi ngày các bạn lấy từ 100 cho đến 200 gram quả bí đỏ để nấu ăn. Tức là các bạn lấy quả bí này về nấu ăn hàng ngày. Mỗi ngày các bạn phải ăn hết từ 1 cho đến 2 lạng quả bí. Rất là đơn giản vậy thôi. Nó sẽ giúp bạn bổ thần kinh, điều hòa tỳ vị, bổ khí lực, nhuận tràng rất là thích hợp đối với những người mà suy nhược thần kinh táo bón